Em quên con cái em sẽ không làm được. Có nghĩa là nó sẽ có một cái điểm tựa vững chắc để cho cái cổ tay nó rung. Còn nếu như mà cái ngón cái mà lúc đó nó không dùng lực với ngón cái thì nó rung nguyên cái cánh tay và ngón tay. Đúng rồi, Đúng em để không? cái đó đó. Tại vì cái ngón Dạ, cái mình nó em vô bị định quên đó, một cái. làm sao bám vô được cái ngón cái đó mình sẽ giữ nó lại được thì cổ tay nó sẽ lắc được. Giống vậy. Phải nhớ là đứng một nốt rung khác, đứng một rồi đẩy lên rung khác, hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là đẩy lên mình sẽ dùng lực nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ quên đi cái chuyện về cái cơ thể vật lý này đi, quên đi cái chuyện về cái tay phải sử dụng như thế nào, mà phải cảm nhận về âm thanh trước. Khi mà em cảm nhận về âm thanh được, em sẽ làm được tập cái tính cảm nhận âm thanh. Thì khi đó sau này nó sẽ giúp cho những cái việc khác nữa, có nghĩa là mình nghe một cái gì đó mình có thể cảm nhận được. Thay vì cứ nghe bằng cái tai không là chuyện khác nha, nghe bằng cảm nhận đưa nó vô trong cái lòng mình. Rồi sau đó cái não mình nó phân tích thì cái cơ thể vật lý thì nó sẽ sử dụng như thế nào, nó có cách của nó.